Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày để cả thế giới thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm, chăm lo đến trẻ em. Ở Việt Nam không chỉ có ngày quốc tế thiếu nhi mà 30 ngày của tháng 6 hàng năm được xem là tháng hành động vì trẻ em. Với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, rất nhiều hoạt động thiết thực sẽ được các cấp ngành ở Bình Dương tổ chức thực hiện trong tháng 6 này nhằm mang niềm vui và lợi ích đến cho trẻ em. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Chính vì vậy, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em luôn được đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em được vui chơi, phát triển toàn diện, đặc biệt là trong tháng 6, tháng hành động vì trẻ em. Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động để mà phát huy cũng như là chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhiều các hoạt động ý nghĩa để mà chăm lo các em đội viên thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì các hoạt động như là cái chiến dịch hoa phượng đỏ là cái hoạt động mà dành cho các đối tượng là học sinh, sẽ tổ chức nhiều các hoạt động để mà tạo điều kiện cho các em được tham gia các hoạt động tình nguyện và nhiều các hoạt động khác như là cái liên hoan thiếu nhi vượt khó học tốt để chăm lo cho các đối tượng là các em học sinh, là con em thanh niên công nhân, các em lớp học tình thương được hỗ trợ về cái điều kiện trong cái học tập, trong cái cuộc sống. Hội đồng bảo trợ quỹ trẻ em Bình Dương đã tổ chức vận động các nhà mạnh thường quân, các nhà trợ trợ, tổ chức kinh tế hỗ trợ cho 1.330 trẻ em với số tiền là mỗi em nhận được là 800.000 đồng, trong đó có 500.000 là quà và 300.000 tiền mặt. Ngoài ra còn một số mạnh thường quân hỗ trợ các phiếu khám bệnh, các phiếu học tiếng Anh miễn phí và các phiếu cắt kính cho trẻ em. Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi. Đây là một trong ba mục tiêu của kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2025. Điểm đặc biệt là tất cả chương trình hoạt động liên quan đến trẻ em đều nhận được sự chung tay của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới nhiều hình thức. Ngoài cái sự quan tâm của nhà nước, của đảng ra, thì Hội đồng bảo trợ được sự quan tâm rất nhiều, rất tận tình và chia sẻ rất là nhiều của các mạnh thường quân, các kinh tế, và đây là một sự chia sẻ rất là quý báu. Hàng năm, Bình Dương thu hút một lượng lớn lao động từ các địa phương khác đến làm ăn, sinh sống, kéo theo tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tác động xấu đến trẻ em như bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích. Chính vì thế, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Bình Dương đòi hỏi phải liên tục đổi mới, nâng cao để giải quyết hiệu quả những thách thức đặt ra, đảm bảo cho sự phát triển chung của địa phương.